Dạ rồi, hiệp sĩ Nguyễn Tài Bình Dương xin mến chào quý cô bác, anh chị và các bạn. Dạ, trong những ngày gần đây thì anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi nhận phải nói là rất nhiều, đặc biệt là các anh hoặc các em trai về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi nhận đăng tin tìm vợ. Nhưng đặc biệt là mới đây thì anh em đa số là tìm những cái phi vụ, phải nói là những cái phi vụ của người tình. Đây là người tình, mọi người tình trong mộng. Hiện nay thì một người đàn ông rất trẻ, tướng rất phong độ như một ông giám đốc, hiện nay đang ngồi dẫn chức trạng. Nhưng mà về đây có thể là khuôn mặt rất buồn rầu vì lý do đang mất một số tài sản với nó vô cùng rất lớn vì lý do là tin người. Dạ, câu chuyện nào kính mời cô chú anh chị bạn tiếp tục theo dõi hết video này. Rồi xin chào anh nhé. Anh có thể anh giới thiệu anh tên gì? Tôi tên Nguyễn Quang Thanh Tấn. Nguyễn Hoa. Nguyễn Quang. Nguyễn Hoàng. Quang Quang. À Nguyễn Quang à? Quang. Thanh Tuấn. Thanh. Anh Tuấn nhiêu tuổi rồi? Năm nay 47. 47 tuổi à? 47 tuổi trông như 37 à? Trẻ dữ hả? Mình làm chức vụ gì vậy anh, công việc gì? Buôn bán kinh doanh. Để lấy bia. Đấy bia. Thằng nào tướng bụng to đấy, tướng này là uống bia nhiều, mình uống được mấy két, mấy thùng. Uống cỡ 10 chai đổ lại. 10 chai mà, 10 chai đổ lại là tỉnh táo, còn 15 chai là hết tỉnh, đúng không? Anh Tuấn hôm nay là anh đang sống ở đâu? Sống ở ấp Tân Phú, xã Tân Phú Trung, Châu Thành, Đồng Tháp. Anh mới về đây hả? Không, quê mình từ xưa nhỏ lớn ở đó. Thế còn anh mới về Bình Dương? Đúng rồi, mới đến đây Bình Dương. Mới bước chân về đây? Mới đến đây thôi, cho đó giờ chưa lên Bình Dương. Chưa biết Bình Dương là đâu? Chưa. Nhưng mà hôm nay biết rồi đúng không? Hồi xưa thì con có ở trên Sài Gòn. Nhưng mà về quê lập nghiệp rồi. Rồi hôm nay anh Tuấn ha. Về đây nhờ anh em ở Bình Dương ghi hình và đăng tin để tìm ai? Tìm cái người đó sống chung với mình là Nguyễn Thị Tuyết Nhung đó. Nguyễn Thị Tuyết Nhung. Nguyễn Thị Tuyết Nhung. Sinh năm mấy? Sinh năm 1979. 1979, anh là bảy mấy? 78. 78, 79. Một con dê và một con ngựa. Đúng rồi. Hai con đều bốn chân. Mà con dê được cày thua con dê cái à? Anh là 78 à? 78. 78 là con ngựa đúng không? Ừ. Con ngựa là thua con dê. Yeah. Dê có sừng đúng không? Dê này có sừng chưa? Có chắc có sừng rồi. Có sừng rồi. Dê này là chắc dê già rồi. Yeah. Thế là mình quen nhau từ khi nào vậy anh? Quen nhau trong vòng có 1 tháng, 2 tháng gì đó. Rồi về ở chung. Mình quen nhau ở đâu? Gặp nhau ở đâu? Gặp nhau cũng ở dưới quê. Nhưng mà quen nhau, lý do gì mình quen nhau ở đâu? Cũng như là có người bạn giới thiệu. Làm ai? Là giới thiệu, rồi xong rồi gặp nhau quen, rồi làm buổi tiệc gì đó. Ý dê. Buổi tiệc ăn uống, rồi bắt đầu mời. Tiệc lớn đúng không anh? Cũng mời mấy bạn. Ôi mấy bạn hoành tráng đi. Giới thiệu ra mắt hả? Ra mắt, rồi về ở chung. Rồi một thời gian tự nhiên cái không biết tại sao luôn, mình không làm cái gì để có lỗi cho tự nhiên cái lấy chiếc xe nó đi. Đi luôn tới giờ cũng hai gần tháng mấy nay rồi. Ôi giời, anh cho em hỏi là người phụ nữ này là Nguyễn Thị Tuyết Nhung. Tuyết Nhung. Vậy là mình gặp nhau là người bạn giới thiệu. Đúng. Và giới thiệu nhưng mà làm tiệc luôn. Gọi là ra mắt luôn, làm quen gọi bạn gái. Mình thế là quyết định có sống với nhau không? Cũng đứng sống nhau đó, nhưng mà cái người này gạt mình rồi. Không, nhưng mà mình sống với nhau ngày nào chưa? Sống rồi, sống nhau mấy tháng lận. Sống thử đúng không? Có nghĩa là về nhà mình, về nhà sống mình. Thử. Sống thử. Đây mà đang gọi là sống thử. Ở với nhau. Cũng mấy tháng rồi. Hiện đại bây giờ người ta gọi là sống thử đây. Đây là phương Tây bây giờ sống thử lâu rồi. Nhưng mà Việt Nam mình cũng mới thôi. Vậy là chưa trước... có đăng ký giấy tờ gì hết, chỉ có ở với nhau vậy thôi. Vậy là trước đây mình có vợ chưa anh? Trước đây có vợ rồi, ly dị rồi. Ly dị lâu chưa? Ly dị năm nay cũng 5-6 năm rồi. Mình các con của anh là trưởng thành hết chưa? Con hôm nay ra trường rồi. Học đại học ra trường hả? Ra trường. Hiện nay anh có phải nuôi ai không? Không, không nuôi ai. Nuôi sống, mình? Sống một mình. Sống mình, chủ một đại lý của một bia. Đại lý lớn không anh? Đại lý cũng nhỏ nhỏ. Nhưng mà về đấy chắc là nói tên anh chắc người ta biết ha. Biết. Nhìn em nhìn anh rất quen. Có lẽ là em cũng mua bia của anh mấy lần rồi đấy. Đúng không? Nhìn quen. Vừa rồi về đây em gặp em rồi nhìn anh ở đâu quen. Vậy là con người phụ nữ này là người ta làm công việc gì trước đây? Trước đây thì đi lên trên Bình Dương này đi làm công ty. Công ty là đi về dưới quê. Dưới quê mình mới gặp mặt, mình mới quen. Rồi người ta cũng cho hỏi tiền nhỏ nhỏ vậy đó. Cho vay tiền? Cho vay tiền. Dân cớm vậy cơ hả? Cũng có tiền mà sao mà sau này không biết thì sao. Mình cũng không có theo dõi. Nhưng người phụ nữ đến với anh là bằng phương tiện gì? Có chiếc xe Vision. Cũng có Vision? Có chiếc xe Vision. Xe cô ta đâu rồi? Xe cô ta cũng như bây giờ cô ta cũng đang chạy.
Thế là hôm nay cô ta là anh nói là lấy xe của anh. À rồi cô ta nói là xe cô ta hư. Hư để đâu? À hư nó để ở dưới gửi dưới nhà là nhà dưới á. À. Nhà chú bà ở dưới mà dưới quê á mà không biết là để ở đâu nha. À. Giờ nói là xe hư rồi, lộ bộ từ dưới đó về đó cũng cỡ 4-5 cây. Ừ. 4-5 cây số lộ bộ về nó xe hư rồi, lộ bộ về rồi mới lấy chiếc xe ở nhà của mình. Lấy xe nhà mình mượn xe, lấy xe nhà mình đi là đi luôn đó. Vậy là anh cho em hỏi này, anh đã tìm đến nhà cô ta bao giờ chưa? Trước đó tìm biết nói nhà. Chuyện mà gia đình cô ta không có biết nói chuyện gì trơn, cô ta nói là không biết. Anh cho em hỏi này, trước đây trước cái thời điểm mà cô ta lấy xe, anh đã về nhà cô ta để biết nhà có và tìm hiểu không? Có mẹ cô ta mà, có mẹ cô ta là, lên lên trên nhà mình. À là có làm có người lớn làm chứng ha? Có người lớn. Vậy là cái mối quan hệ anh và cô ta là quan hệ tình cảm, là gia đình người ta biết không? Biết chứ. Biết hết hả? À, hai bên đều biết hết. Tác hợp không? Tác ok hợp, không? Tác hợp. Thế còn cô ta là trước cô chia sẻ là cô ta có mấy đời chồng và bao nhiêu con không? À, theo lúc đó biết thì cô cha ta có một đời chồng và một đứa con. À, trai gái? À, gái. À. Biết con của cô ta nữa. Em nhìn người phụ nữ này có vẻ là người phụ nữ này không phải công nhân đâu. Công nhân là chỉ là cái vẻ công nhân để cho hiền hậu thôi. À. Nhưng thực sự cô ta là đang giao dịch tiền, gọi là kinh doanh tiền. Đúng rồi. Vì lý do như vậy là em nhìn cô ta là không có bình thường cho lắm. Đúng. Ý em đang nói chuyện ở đây là cô ta là không phải hiền. Đúng. Đây là một con cáo. Nhá. Đúng rồi. Bởi vì cô ta là cắt mí rồi. Ừ. Mắt cắt mí sửa hết rồi, gọi là đặt đi sửa xây lại. Mũi cô ta là mũi lân rồi. Mũi cô ta là lân rồi. Đấy. Thế cho nên vì vậy cho nên bây giờ là đặc biệt là em thấy là cô ta là không bình thường cho lắm, mà cô ta là nhìn có vẻ là một. Đúng rồi, người cô ta rất... cũng gạt tôi nhiều lần lắm. Gạt bây nhiều giờ... lần. À, gạt nhiều lần. Bây giờ mới hiểu ra. Bây giờ mới hiểu ra. Anh đến giờ phút này anh biết là cô ta đã gạt bao nhiêu người rồi? Theo mình biết thì không mình không biết cái người cô ta gạt người mấy người khác. Nhưng mà cô ta nói chuyện với mình á, đưa vào mình những vào cuộc những cái tiền bạc, nhưng mà mình không chơi. Đồng ý. Mình là gọi là gài anh vay mượn tiền hoặc cho mượn đúng không? Đúng rồi, cô ta cũng kêu mình đi vay tiền. Vay nhiều không? FE rồi đó. Lâm mới chăng? Vay là tên của anh. Đúng rồi. Sao anh cũng tên của cô ta không có vay được. Đấy. Cô ta nợ xấu. Xấu gì? Anh đã thấy xấu chưa? Nợ xấu. Đấy là nghe thôi đúng không? Đúng rồi. Anh đã biết đâu? Đúng rồi. Cho nên cô ta cứ xúi mình làm mà mình không chịu làm, mình nói không, mình không dính vào con đường đó. Anh rất tỉnh đấy. Nhưng mà tỉnh nhưng vẫn mình thua cáo. Đúng không? Con cáo là nó mình không ngờ là cô ta xe tên của mình mà cô ta lại dám lấy như vậy. Cà vẹt anh, cà vẹt đâu rồi? Cọc quẹt cô ta lừa mình luôn, có nghĩa là bữa đó mình để trong bóp. Cô ta lấy hồi nào mình không hay. Cô ta lấy không hay rồi cô ta lấy ngay bữa đó luôn, cô ta đi luôn. Đêm ngủ. Không bằng ngày, và cái mình mới nghi ngờ, cái mình vô mình coi cái bóp á, mất cà vẹt. Cái cọc quẹt là mình nghĩ trong đầu là cô ta sẽ đi lấy đi rồi. Sao không dí theo luôn? Đâu có cấp đó đi rồi làm sao biết dí chỗ nào được, đâu biết ở đâu mà dí được. Cô ta nhắn tin gì là cô ta nói là cô ta không gì nữa. Cô nói gì đấy. Tổng cộng là ở mấy anh nhà mấy tháng? Cũng cỡ Tết tới giờ cũng 3-4 tháng. Cô ta đi lâu chưa? Đi cỡ tháng mấy này. Tháng mấy? Là cái hôm mà em hỏi lại ngược lại, cái hôm mà bắt đầu người ta làm mai mối gọi giới thiệu, và sau đó tổ chức ăn nhậu và giới thiệu bạn bè là mình là người yêu, bố bịch, bạn gái. Và hôm đó là về quyết định sống chung luôn. Sống chung. Về nhà anh. Được. Nhà anh rộng không? Nhà cũng lớn. Nhà mình có hai cái nhà lắm. Đó làm đám thì bên nhà mẹ. Thì mình có cái nhà riêng. Riêng sống một mình. Ông chủ mà. Sống riêng một mình ở bên gần chợ. Vậy là ở nhà anh luôn. Ở nhà. Sống với nhau như vợ chồng. Đúng rồi. Hôm đến với anh là đi một chiếc Vision. Vision. Biển số mấy? Biển số và có ghi biển số là 4-6. Có để lấy lại coi được không? Anh coi đi. Có ghi ở đây. Coi đi. Cô này là mặt cáo già rồi. Mặt cô này là không có bình thường đâu. Cái số điện thoại anh xài, số điện thoại đẹp đấy. Đây. Vision là 66N1. 465563. 465563. 465563. Xe màu gì anh? Màu đỏ hả? Màu đỏ đô. Đỏ đô. Thế còn xe của anh là màu gì đây? Xe mình là màu bạc. Màu bạc đúng không? Màu bạc. Gọi là màu xám đá. Người ta gọi là màu xám đá. Có cái hình đó. Biển số là 66 CA.
CA. Đúng không? 66 CA. Đúng rồi. 10440. Đúng rồi. 9 nút. 9 nút sám đá. Đọc lại biển số này để nếu mà cô chú anh chị đặc biệt là xe Đồng Tháp. À. Nếu ai phát hiện là cái xe này đang dựng quán cà phê hoặc ở đâu đó nhà nghỉ khách sạn thì có thể là vui lòng báo tin cho các anh em Hiệp Sĩ Bình Dương theo số điện thoại 0913 785858. Đó thì anh em sẽ trao một phần thưởng nhỏ nhỏ. Đấy. Đúng số rồi. Điện thoại này là à, mình đọc lại. Số xe của anh trai là xe màu xám đá nha. Xe là SH Mod. Đấy, đúng không ạ? Đúng. Mang biển số là 66 CA. CA 10440. Đó, cái biển số rất dễ nhớ, 10440 60 CA. Đó thì ai nếu ai phát hiện cái xe này đang ở đâu ấy, thì ví dụ nhìn mình nhìn số 440 đuôi, mình không nhớ nhiều. Nhớ số 40 đầu đuôi mà màu bạc đây này, màu xám đá này. Thì mình chợt nhớ là 10440. Thì có thể vui lòng liên hệ cho anh em mình chút. Cái tem của nó là cái tem chữ màu đỏ. Rồi. Cái tem XH Mo là chữ màu đỏ. Chữ đỏ. À, chữ xe đỏ. Thì xám đá. À đúng rồi, tại vì mới mua. Anh cho hỏi lấy hôm đấy là mình nhậu nhưng hôm mình có nhậu say không? Hả? Hôm đầu tiên ấy mình bắt đầu mà mình đã tiệc mình nhậu có say không? Chắc say bí tỉ. Say. Say mềm không? Say nhiều. Say thế hôm đấy là về là mình quyết định sống chung, mình đã có giường chiếu đầy đủ nhưng mà mình có quyết định mà hai bên cũng quyết định. Không chung. Là ý em đang hỏi là mà hôm đấy mình đã chuẩn bị giường đồ nghề chắc chắn chưa? Ngon lành nhá, hay là giường cũ? Không là. Giường mới hay giường cũ? Giường mới. Mới luôn. Mới luôn. Vậy là chuẩn bị mua từ bao giờ đấy? À, bữa đó mua luôn. Ôi giời ơi. Đứa em nó cho tiền mua. Ôi giời ơi, ông chủ sập bẫy rồi. Thế là giường sắt hay giường gỗ? giường gỗ. Giường gỗ chắc chắn nha. Giường mua nhiều tiền không anh? Không, cũng không nhiều. Chắc phải mấy chục đấy. Giường này giường chắc còn này là hạnh phúc trăm năm đây này. Chắc là tính ra nay mai là sản xuất ra một vài đứa nhóc nữa đúng không? À. Đúng không? Đúng rồi, tại vì mình cũng có. Nhưng mà hôm anh có nhớ là hôm nay ai giải chiếu hay ai giải mùng mền cho anh không? Hay là tự mình giải? Hai người vô. À, hai người vô lại đấy thì em biết mà thấy không? Đấy, em ở đây mà em biết Đồng Tháp là đã nhiều rồi. Đúng không? Đấy, thế là hai người vào giải là cũng là lai mai là một trai một gái. Nhưng ai ngờ được đứa nào chưa? Có trứng chưa? Thế là hôm nay cô ta cũng nói có bầu nhưng mà không có dính, nó bị hư hoài à. À, à vậy đó. Nhưng mà anh có để ý phát hiện cô ta uống cái gì không? Không có uống cái gì cho cô ta nói là bị té giọng. Thứ nhất là bị té giọng. Té giọng. Bị đứt giọng. Đứt giọng. Có đứt thật không? À, một lần thì Đức nó nói Đức ở dưới nhà dưới á, nhà dưới mẹ. Nhưng mà không có biết. Một lần ở trên này thì cái giọng cũng có Đức. Có giọng ở trên nhà mình mình cũng thấy có Đức. Nhưng mà anh nhìn lốt cắt hay là lốt tự? À, tự Đức. Cũng tự Đức à, chắc tự Đức tại vì nó cái giọng cao không? À, nhỏ thấp chủng mà. Thế chẳng vậy sao hết á. Xíu mà không biết tại sao mà nói là hư rồi. Ờ, không phải rồi. Nhưng mà mình thả đều đều không? À. Mình thả đều đều không? Đều đều. Đều đều, ngày nào thả. Thế ngon gì quá thì nữa. Thế là cái xe anh mua nhiêu tiền? Cái xe mua là 70 triệu. 70 triệu. Mà tổng cộng anh ở với cô ta là mấy tháng? Cỡ 4-5 tháng. 4-5 tháng này chắc khỏe tiền anh ơi. Mẹ vừa sướng vừa không vừa sướng là người ta vừa được tiền nhưng mà mình mất tiền nhưng mà hòe tiền anh. Mục đích chính là hôm nay anh muốn tìm xe hay muốn tìm cô ta? Tìm xe. Tìm cái xe. Anh vẫn không cam chịu là anh sống chung với cô ta mà anh mất cái xe này. Cái xe. Thà rằng cô ta xin đúng không? Đúng rồi. Nếu bây giờ cô xin anh là bây giờ tôi ở với anh còn mấy tháng là tôi cũng đáp ứng cho anh những cái vấn đề ABC. Bây giờ là thôi tôi đi tôi không lấy gì cả. Đúng không? Tôi lấy mỗi cái xe nào. Anh có đồng ý không? Thì lúc trước thì cô ta nói vậy thì mình cô ta có nói với mấy lần này. Cô ta nói là cô ta điện gì cô ta nói là cô ta mượn cái xe đi chứ cô ta không có lấy, mốt gì trả. Cô ta nói vậy đó. Mượn thôi. Nó mượn đi. Không lúc đầu phải nói như thế cho nó sốc. Rồi bây giờ cái cô ta nói nghe nó ngược lắm giờ mình không muốn nói chuyện với nữa. Anh báo công an chưa? Báo công an rồi. Anh báo công an ở đâu? Ở ngay địa phương đó là xã Tam Phú Trung. Anh làm đơn chưa? Làm đơn. Đơn công báo. An tiếp nhận hồ sơ rồi. À. Công an có điện hai lần mà cô ta nói là cô ta ở xa cô ta thì không về được. À. Cô ta có hẹn bao giờ về không? À, cô ta nói không. Đặc điểm nhận dạng cô ta là có thể trắng trắng đúng không? Cao mét mấy? Người này được mét sáu không? Chắc mét năm mấy à lùng. Không em nhìn cổ dài này chắc mét năm mấy đấy. Hay là kéo cổ năm rồi. Mấy à, năm mấy à lùng. Nhưng mà mũi cao đúng không? Mí mắt là cắt rồi, mí mắt là chắc chắn là cắt rồi. Anh không tin em nhìn thì nói thấy nào thấy cắt đó nhưng không. mà nhìn ở ngoài thì cô ta nói là cái đó là thật không? Thật cái gì? Mí mắt này mí mắt cắt rồi. Cắt mí rồi. Thật không ạ? Không, cắt mí rồi là mũi rồi. Nhìn thì giống. Răng cô ta là anh thấy làm răng sứ chưa? Có làm răng sứ. Đấy biết mà cô ta chứng tỏ là cô ta rất nhiều tiền và cô ta có thể là cô này đi dụ rất nhiều người đàn ông. Cũng có khả năng. Nhìn qua là hot hút hồn ngay. Nhưng mà anh thấy sinh năm 79 là năm nay là 45, 46 rồi. Nhưng mà đặc biệt là nhìn khuôn mặt này nếu nhìn bề ngoài có thể là chỉ 35, 37 đó.
đúng không? Em nhìn nhìn cái khuôn mặt chỉ 35-37, có nghĩa là cô ta nhìn rất trẻ so với tuổi, vì cô ta đã đập đi xây lại rất nhiều phần, mà cô ta là mông má lại hết từ đầu đuôi nha anh, hay là mỗi hàng tiền đạo thôi? À, thấy em hàng hóa là ngon là nhau ở dùng mặt thôi. Là làm, nhưng mà hàng hóa làm hết chưa, toàn thân chưa, đôn đôn mông, đôn cằm, đôn ngực, đôn không, mông chưa? Cái đó không thấy. Anh không biết luôn à? Không biết hay không thấy? Có sống với nhau mà biết chứ, mà nhưng mà đâu có làm cái đó. Không có làm cái đó. Tức là hôm đầu tiên là mình nằm mấy điếu? Chắc có một. Ít thì yếu vậy hay là say? Say hả? Say. Say đúng không? Tướng anh là ông chủ này, là có ông chủ là mình đã bị một người phụ nữ nào lừa chưa? Chưa, chỉ có một đứa này thôi. Một đứa này. Và giờ là kinh chưa? Sợ chưa? Dạ, sợ lắm, gặp phụ nữ là mình sợ lắm. Nhiều người phụ nữ bảo ôi tôi sợ đàn ông lắm đấy, toàn ông lừa thôi. Nhưng mà hôm nay hôm qua là em gặp một ông chủ cao su cũng như anh, nhưng mà lớn tuổi hơn anh, lớn hơn anh 1-2 tuổi gì đấy. Anh ấy là 10-49-50 gì. Nước da của anh thì đỏ au, cũng chạc chạc giống anh. Ông chủ đi sập bẫy là vàng vòng cả tiền luôn, cũng tỉnh lắm. Ông chủ rất tỉnh nhưng mà cuối cùng là vẫn dính vì nửa đêm cô ta dình. Đấy, đúng. Nhưng mà anh cũng tỉnh nhưng mà anh vẫn bị cô ta đấy. Đúng rồi. Nhưng cô kia thì xấu. Mình cũng người trước đó, mình cũng người trước lắm đó. Anh kia cũng ngừa nhưng mà nói chung là người người ta đã chủ động. Người ta bắt bằng được con mồi này. Mày ăn tao hàng ngày này, mày hành tao này, hôm nay tao phải lấy mày mớ này. Đúng. Để cho đủ vốn. Đúng rồi, cô ta cũng nghĩ. Kiểu vậy đúng không? Đúng. Anh trai kia cũng vậy này, lấy hết vàng vòng tiền giấu chìa khóa đi mà nó vẫn trộm được. Thế mới tài. Đấy, nhưng mà anh trai kia thì hàng không đẹp. Nói, là nói chung xấu. Là lấy vàng là thua rồi, không có đòi lại được. Đúng. Thua, lấy vàng là thua. Còn vàng. Chiếc xe này là đòi được. Đòi được hả? Chiếc xe này anh... là xe của, tên của mình. Đấy, anh giỏi đấy. À, không có thể nào mà. Anh... Bây giờ có bán cho ai cũng không sang tên được. Đúng rồi, không. Mà chắc chắn là sau này cũng kéo ra, cũng xử ra cũng phải đền. Đúng rồi. Nhưng mà em nhìn ngon này, ngon lành cành đào này là mình mất này cũng xứng đáng đấy. Thì nói chung á, mình không phải có một chiếc này, còn chiếc cái thác bự nữa. Nhưng mà tại vì mình tức cái ốc chế là, lừa mình phải làm như ra chuyện. Nhưng mà anh thiếu tỉnh táo là hôm ta cô ta là đi bộ về nhà, nhưng người ta anh tỉnh táo anh mà bây giờ sửa đâu, anh ra trả tiền, anh ra xem hỏng. Cô đó có nói nữa, cô đó cũng cự cô ta lắm, tại sao mà không kêu không kêu đi dước mà đi bộ gì vô lý nhỉ? Giờ cái nói bây giờ lại lấy chiếc xe quay nè, chạy đi giao đồ đi, chứ không có cho lấy chiếc xe này. Cái tự nhiên cái xe thấy mình thấy tội á. Cái nó thôi đi à, đó. Đi luôn. Đi mày lấy bảo chiếc xe đi đó. Mày bảo tao đi hả? Tao đi luôn là bữa ấy. Rồi mình thế là xong rồi. Thôi chứ bữa đó là không có cho lấy chiếc xe. Thế là mấy giờ thì anh phát hiện được là mình chính thức mình đã mất xe? Trong vòng cỡ tiếng 2 tiếng đồng hồ mình nghi ngờ trong đầu rồi. Tiếng 2 tiếng? Tiếng nó sao đi mà dắt này không thấy gì. Có điện luôn không? Mình chưa có điện nữa. Mình nghi ngờ không có gì, cái mình chạy vô có bóp mình coi cặp quẹt còn hay không. Rồi xong chạy rồi. Vô trong là tập quẹt mắt là rồi mình biết là cụ ra đi. Lúc này cụ ra đi mà chân có lạnh toát không? Chân lạnh toát không? Rồi mình cũng có điện mà cô ta nói là cô ta không về nữa. Nhưng bây giờ điện còn nghe máy không? Còn nghe máy. Anh lấy máy của em này, máy của em đi. Lấy máy của em điện liệu cô ta nghe không? Không biết nữa. Rồi anh gọi đi, anh bấm điện. Số, anh bấm số đây gọi. Nhưng mà bây giờ anh điện cô ta nghe không? Nghe. Rồi anh mở đi. Nghe. Anh gọi đi, mở ra ngoài lên. Đã ra ngoài nha. Rồi đưa máy nha, anh gọi xong anh đưa máy cho em. Rồi. Bọn này hay nè. Cô ta cũng mới điện cho mình nè. Ta nói sao? Cô ta nói cô không có ở Bình Dương đâu mà đi lên đây tìm. Ở trên núi mà đen cũng tìm được. Ôi có nhạc, anh tắt nhạc. Đúng rồi, đây. Nghe không? Chắc này không nghe. Mọi hôm anh gọi nghe ngay không? Nghe. Chắc này chắc đi làm. Làm gì mà làm? Thật sự là anh mua mấy năm rồi? Mới mua hồi trước Tết. Mới vừa rồi hả? Mới vừa rồi. Úi giời ơi, vậy cái xe này vẫn còn gai à? Trời, chứ gai, chứ gì chứ mà. Anh chắc cũng ít đi đúng không? Mà sao anh lại dùng nhiều xe vậy? Tại vì hồi đó cũng có xe, mình có xe rồi. Nhưng mà cô ta có về, cô năn nỉ quá. Cô nói là cô chiếc xe SH cao á, cô lùng, cô chạy không được. Cô năn nỉ quá trời. Mình mới bán vàng của mình. Ôi giời ơi, ông ơi là ông. Nè cô điện. Nghe đi nghe, mở ra ngoài đi. Alo, sao điện không bắt máy? Vậy chừng nào em mới đem xe về? Hả?
đang ở đâu? Đang ở đâu nè, giờ em về đi đã lâu rồi, cũng một tháng mấy rồi. Alo. Nghe nè. Chào em. Anh là bên đội hiệp sĩ Nguyễn Thái Bình Dương này em ơi. Ờ, anh đang ở Bình Dương nha. Em nghe chưa? Em lấy xe trước khi đi, em trước khi em đi em lấy cái xe SH1 của người ta, bây giờ em có trả không? Không, nói chuyện sau, bây giờ anh đang ghi hình, anh đăng lên tất cả trang mạng xã hội luôn. Tắt máy rồi, nghe nhột rồi. Cô ta khôn lắm. Điện sau, không phải điện đâu mà điện sau. Có điện đâu mà sau đó. Không điện đâu. Cô ta khôn lắm, cô ta nói là mình dụ cô ta về, mình lấy xe thôi. Cô ta có nói về mấy câu đó hoài, cô ta không chịu về. Không, cô ta nhột rồi. Nghe cô ta nhột. Nghe đây là cô ta không có bắt máy nữa đâu. Không bắt máy, không cần bắt máy nữa. Bây giờ không cần bắt máy nữa. Bây giờ mình đăng lên. Mặt cô ta to này thì đi đâu mà chạy sao được. Ở nhà trọ, nhà nghỉ, khách sạn hoặc ông nào mà lỡ đang dụ rồi ông phát hiện ra đâu lại gọi cho mình thì phối hợp thì ngon quá. Bây giờ này, nhân tiện đây, em nói thẳng luôn, anh em đây là không lấy tiền anh. Giúp anh miễn phí, chứ không phải giúp anh để lấy tiền. Nhà mục đích chính là giúp tất cả mọi người, không phải giúp anh mà giúp tất cả mọi người, ai cũng giúp. Nhưng cái câu chuyện là cái xe của anh 70 triệu. Mà đây là một cái, đây là một con cáo già này có thể là không lừa anh và có thể lừa nhiều người. Vì vậy bây giờ mình muốn để tìm ra nhanh nhất có thể. Nhiều khi anh em là không phát hiện được, nhưng người khác phát hiện được, người ta báo. Nếu như bất kể các cô chú anh chị, đặc biệt ở Đồng Tháp hoặc ở đâu đó, nếu phát hiện được mà người ta báo tin, mà anh em xác minh đúng sự thật là cô ta đang ở đây, xe đang ở đây, thì anh có trao phần thưởng cho người ta khoảng một vài triệu không? Có. Khoảng mấy triệu mình có nói thẳng luôn. Hồi xưa mình nói là nếu mà ai có báo tin cho mình sẽ cho 2 triệu. 2 triệu đúng không? Rồi bây giờ này, em cho thêm 3 triệu nữa. Em giúp anh 3 triệu nữa là 5 triệu. 5 triệu đi cũng được. Nhá, tăng 5 triệu cho nó máu. Mình chơi phải chơi được hết rồi. Mình luôn. 5 triệu đi. Nếu ai phát hiện được báo tin nhá. Chính xác, người phụ nữ này đang ở đâu? Người phụ nữ này tên là Nguyễn Thị Tuyết Nhung. Đó, đang chạy một cái xe SH Mod, biển số là 66CA10440. Nếu ai phát hiện và báo tin chính xác mà anh em xác minh đúng thực sự mà ai là người báo tin nhanh nhất là được thưởng 5 triệu. Đúng, okay. Ok chưa? Ok. Đó, mình nói như vậy bởi vì một ngày công lao động bây giờ người ta 500 ngàn. Đúng không? Đúng rồi. Mà bây giờ đôi khi người ta đi tìm hiểu, người ta rình mò, người ta phát minh, người ta phát hiện được ra, người ta phải nhờ cậy người nọ người kia, là người ta đi công không là mình nói thật là khó. Đúng rồi. Anh em đây giúp anh không không được, ok. Nhưng mà người khác người ta còn công việc, còn vợ, còn con, còn cha mẹ. Tôi đồng ý. Ok chưa? Rồi, okay. Đó, chứ không phải anh em để lấy tiền anh nhá, nói trước như vậy nhá. Hôm nay anh về đây để nhờ anh em sĩ Bình Dương ghi hình để đăng tin để tìm mục đích nhé, tìm lữ yêu quái. Đây gọi là lữ yêu quái. Nhưng mà bây giờ cô ta, tôi sợ cô ta sẽ không chạy thác nữa, mà cô ta sẽ chạy chiếc vi sinh. Là hàng nghi ngờ chiếc vi sinh biển số mấy? À, bản số là 66N1 là 4546563. Anh đọc lại. Nè, 66N1 46563. Biển xe màu gì? Màu chiếc vi sinh màu đỏ nọ, đỏ đô. Đỏ đô đúng không? À. Chắc người cô ta là cao dưới 1m6. À, lùng. Đúng rồi. Dưới 1m6, mũi cao. Ừ. Mí mắt cắt, nước da hơi trắng. Ừ. Tóc tóc đen đúng không? Tóc cô ta đen. Đồng đen. À. Đặc biệt là bên tay phải là đeo rất nhiều vòng xi men, có thể là 9 hay 10 chiếc gì đó. Đúng đúng đúng. Đúng chưa? Đúng đúng. Bên tay trái con. Không. Rồi đấy, người nào mà đeo vòng xi men này thì nhiều, nhưng mà đặc rất nhiều cái điểm nhận dạng mà đang ở phòng trọ. Rồi. Hoặc nhà nghỉ hoặc vô tình đi với một anh trai nào đó. Đúng rồi. Thì anh trai nó vui lòng là mình cũng thả con mồi ra, bởi con mồi này sớm muộn là sẽ cắn các anh thôi. Ừ. Thì các anh vui lòng báo tin cho anh em Bình Dương, các anh em sẽ thưởng một phần quà. Ừ. Là trị giá nhanh nhất, sớm nhất là 5 triệu đồng. Ừ. Đấy, dành cho người báo tin. Đúng anh nhá, để sớm lấy lại tài sản của mình. Okay. Bởi vì đôi khi là mình mất thì mất rồi, nhưng mong muốn lấy lại nhưng mà để trừng trị. Đúng rồi. Nhá. Đúng rồi. Rồi hôm nay anh về đây anh chia sẻ cái câu chuyện này, hoàn toàn là cái câu chuyện anh chia sẻ là hoàn toàn là Nguyễn Thị Tuyết Nhung. Ừ. Là sinh năm 1979. Tuổi dê. Đúng không? Đúng rồi. À, quê quán là Lai Vung. À, Đồng Tháp. À, quê quán là hiện tại cô ở có hai chỗ, là của gốc của chỗ là ở trên Thanh Bình. Thanh Bình. Nhưng mà bây giờ hiện tại cô có cái nhà ở cổ đền ở Tân Phú Trung, cũng ở cùng một xã đó. Đồng Tháp. Ờ, Đồng Tháp. Rồi. Nếu ai biết được báo tin cho anh em ở Bình Dương, nhanh nhất thì anh em sẽ cố gắng để xác minh và tìm hiểu và trao một phần thưởng trị giá là 5 triệu đồng. Ok. Nhá. Rồi hôm nay anh về đây anh chia sẻ câu chuyện này hoàn toàn là anh chia sẻ là đúng sự thật. Đúng sự thật. Em tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. Anh khẳng định là anh báo công an chưa? Báo công an rồi. Rồi em sẽ đăng tin toàn bộ thông tin của anh. Nếu sai anh phải chịu trách nhiệm nhé. À, đúng rồi. Còn trách nhiệm anh em sẽ tìm. Rồi, nhá, để tìm ra thông tin mà mục đích chính là tìm được là giao công an. Đó, xe của tôi mà tôi đâu có sợ. Rồi ok anh. Rồi cảm ơn cuộc chia sẻ của anh. Chúc anh thường lộ bình an. Mà em xin nói lại này, nếu mà trong thời gian tới mà có cô nào mà
có thể là chưa chồng hoặc độc thân mà thực sự người ta cảm mến anh, mà người ta đàng hoàng tử tế, anh em xác minh được, tìm được, anh em giới thiệu cho anh. Anh có sẵn lòng không? Không, bây giờ mình thua rồi. Thua rồi. Thua. Trái tim đã đóng lại đúng không? Đúng. Rồi, xin chào anh nhé. Xin chào tất cả cô chú anh chị.